giờ mình lấy ra nha các bạn, lấy cái mâm để khỏi cho nó ướt cái sàn của mình. Xong một miếng rồi nha các bạn. Giờ mình đi lấy nước lên cho mấy miếng ăn. Mình đi dẹp cái dầu này. Thôi giờ mình sắc luôn nha các bạn. Nhưng mà không lấy gì. Em ăn đi. Dạ. Ăn từ từ có đỏ nữa nha. Cẩn thận múc lên. Cầm lên. Thấy ngon không? Cắt thêm miếng đi nha. Ngon ghê các bạn. Mình đi chợ rồi mới mua về cái này ăn ngon lắm nha các bạn. Nhớ like và share nha các bạn. Mình muốn thêm nhiều lượt xem hơn nữa. Nhớ nhấn bằng thời bằng nhiều đi. Vậy em ăn hết miếng này về anh sẽ tắt miếng này để về cho anh ăn. Em ăn nửa cái mà để đẩy nha. Anh đi cắt rồi anh dọn dẹp nha. Chưa. Giờ mình đi dẹp này nha các bạn. Đi ăn xong cho bạn. Chưa.